Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tình huynh đệ. Ở trong tình huynh đệ nghĩa là gì? Một tình huynh đệ là một nhóm người làm việc trong ngành công nghiệp tương tự hoặc có sự nghiệp tương tự. Anh em lính cứu hỏa của bố bạn tổ chức rất nhiều sự kiện từ thiện và gặp gỡ. Thông thường tình huynh đệ là một câu lạc bộ hoặc nhóm xã hội bao gồm nam giới, nhưng nó có thể đề cập đến bất kỳ tổ chức nào của những người có điểm chung. Mục đích của tình huynh đệ là gì? Mục đích của đời sống huynh đệ và nữ sinh là tăng cường học bổng các thành viên, thúc đẩy tình anh em và tình chị em, phát triển khả năng lãnh đạo, tương tác với Tết College, với dịch vụ cộng đồng. Sự khác biệt giữa hội nữ sinh và tình huynh đệ là gì? Các tổ chức nữ quyền chỉ dành cho phụ nữ, anh em chỉ dành cho nam giới. Các huynh đoàn và các hội nữ sinh thường có các nhóm ở nhiều trường khác nhau. Để phân biệt sự khác biệt giữa các nhóm ở các trường khác nhau, được gọi là các chương. Mỗi chương được cấp một bộ chữ cái Hy Lạp khác. Các huynh đệ có tệ không? Các huynh đệ đã bị loại vì những hành vi xấu từ xưa, chắc chắn là kể từ nhà động vật. Nhưng gần đây họ đi đến ngã ba đường. Nghiên cứu cho thấy các thành viên có nguy cơ tham gia vào các hành vi tình dục cao cấp 3 lần so với những người không phải là thành viên. Lợi ích của việc tham gia hội huynh đệ là gì? Nếu bạn đang cân nhắc việc tham gia hội huynh đệ hoặc hội nữ sinh, thì đây là một số lợi ích mà bạn có thể nhận được do đó. Tạo kết nối, xây dựng hồ sơ của bạn, học các kỹ năng mới, tình nguyện viên trong cộng đồng, cân bằng hoạt động học thuật và xã hội, tạo tình bạn suốt đời. Tham gia một hiệp hội có phải là một ý tưởng tốt không? Tư cách thành viên hội huynh đệ và hội nữ sinh giúp nam nữ thanh niên trau dồi kỹ năng lãnh đạo, có ý thức về bản sắc xã hội và học cách chơi tốt với người khác. Ngay cả những thanh niên 18 tuổi sáng nhất giá cũng đến trường vì nhiều điều để học. Tham gia hội huynh đệ hoặc hội nữ sinh có thể giúp ích. Các huynh đệ lấy tiền ở đâu? Các hội đoàn và tổ chức từ thiện tổ chức các sự kiện xã hội, quyên tiền cho các tổ chức từ thiện và cung cấp dịch vụ cho khuôn viên trường và cộng đồng. Để duy trì các hoạt động này, các tổ chức thu phí và lệ phí các thành viên của họ, tổ chức các cuộc gây quỹ vì những lý do đặc biệt và kêu gọi các cựu sinh viên đóng góp. Làm thế nào để bạn tránh một tình huynh đệ, ngăn ngừa tiếng ồn? Thứ nhất, giảm sự khác biệt về quyền lực giữa các thành viên và người khởi xướng. Thứ hai, cho các thành viên thời gian để suy ngẫm và hành động của họ. Thứ ba, khuyến khích các thành viên bày tỏ quan ngại và chương trình giáo dục thành viên mới. Thứ bốn, sẵn sàng sửa đổi truyền thống. Thứ năm, xây dựng chính sách chống hazing theo chương. Thứ sáu, chia sẻ lý tưởng và các tổ chức khác. Hợp tác có giúp bạn kiếm được việc làm không? Bên cạnh đó, để truy cập vào mạng, bạn có thể được hưởng lợi từ việc tăng cường các kỹ năng mềm, khả năng của bạn để xã hội hóa một cách chuyên nghiệp và ảnh hưởng ngang hàng mà đẩy người dân vào các ngành nghề tương đối được trả lương cao. Điều đó có nghĩa là bạn có thể nhiều khả năng để tài trợ nghiên cứu, để đó là những gì nhiều. Những thành viên trong tình huynh đệ có thành không không? Những chàng trai trong tình anh em có nhiều khả năng gặp và cuối cùng kết hôn với những người cô gái như vậy. Và đó chắc chắn là một trong những lý do tại sao những người thành đạt cao trong cuộc sống thường là thành viên của hội anh em. Vì vậy, không trong tư cách thành viên hội huynh đệ,
không làm tăng cơ hội thành công của một người. Tại sao các huynh đệ có ghét nhau không? Heijin cũng có mối quan hệ, các thành viên coi nhau như anh em ruột thịt, gọi nhau là Best and Sit. Họ giúp đỡ và cung cấp những lúc các thành viên của họ cần giúp đỡ. Đó là một mối ràng buộc chung giữa những người anh em, và bạn có thể nói về nó trong các cuộc đoàn tụ. Các huynh đệ có tốn thời gian không? Tuy nhiên, tình huynh đệ và sự tham gia của các nữ sinh có thể cực kỳ tốn thời gian. Các thành viên thường lên quế hợp và tham gia các buổi khiêu vũ, bữa tối và sự kiện trang trọng. Họ cũng có nhiều cơ hội cho các hoạt động xã hội không chính thức trong và ngoài khuôn viên trường. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.